Rồi, đây là cá ba sa mà ngày hôm qua mình đã chế biến đó các bạn. Chào một buổi sáng tốt đẹp nữa nha. Rồi, mọi người được an lành hạnh phúc. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ chiên sơ cá ba sa này lại. Chiên vàng lên cũng được nữa. Mình chiên vàng thì mình sẽ xớt cà, hay hoặc là mình sẽ để sả, gừng, ớt, muối, muối sả, gừng, ớt. Thì đây là con lươn. Cái chiên này thì mình chiên đang chuẩn bị để mình nấu canh chua cho bữa sáng ngày hôm nay. Thì đây là cái khâu đầu tiên mà ngày hôm nay mình sẽ chế biến một nồi canh chua cho chay cho canh chua lươn. Thì mình chiên xong vàng rồi bắt đầu là khi cá ba sa này thì một con mình sẽ xúc cà. Đây là dự tính của mình nha các bạn. Còn hai con kia thì mình sẽ muối chiên với sả với gừng. Rồi. Thì mình sẽ chuẩn bị đi nấu canh chua. Rồi, đây là con lươn chay hôm qua mình đã cuốn. Rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ nấu món canh chua lươn. Mình cắt ra và mình chiên cho nó giòn. Thực tế thì mình đã chiên sơ rồi, nhưng mà mình muốn cho nó giòn lên nó ngon thì mình sẽ chiên lại một lần nữa. Khi mình chiên cho nó giòn lên á, mình để vô canh chua á, thì nó sẽ rất là thơm ngon, nó không có bị ngán. Mình đã chiên sơ rồi cho nên bây giờ mình chiên lại nó cũng nhanh, mình chỉ chiên thêm một bề nữa cho nó đủ vàng thôi. Rồi xong để đó đi, mình đi chế biến rau củ. Canh chua lươn của mình ngày hôm nay mình sẽ nấu với bạc hà, rau muống đồng, nấm rơm. Mình sẽ chế biến mọi thứ. Bạc hà tuốt ra. Cộng bạc hà rất là ngon. Cộng bạc hà này ăn khoảng 2 người, 3 người mới hết. Bẻ bạc hà to lắm. Rất là ngon. Bạc hà rất là hợp với món lươn nấu canh chua của mình. Ở đây mình cũng có bông điên điển nha mọi người. Đây là bông điên điển. Mình sẽ nấu một ít bông điên điển thôi, mình không có để nhiều. Bởi vì đồ bổi mỗi thứ một ít thì nó quá nhiều rồi, cho nên mình không cần sử dụng nhiều, mình chỉ xài một ít thôi. Rồi, bạc hà xong. Sắc mỏng gì đó mà mau chín. Rồi bạc hà nó mềm nữa. Mình dễ ăn hơn.
Ba cái loại rau cải này ở vườn ở quê, rau củ này ở vườn ở quê rẻ lắm các bạn ơi. Bẹ bạc hà như thế này mình mua chỉ vài ngàn thôi. Nếu mà ở chợ lớn, thành thị lớn là khoảng 10 ngàn, 15 ngàn. Nhưng mà ở đây ở quê mình xài khoảng 5 ngàn, 4 ngàn. Rồi đây là rau muống. Thì rau muống này cũng là rau muống đồng, rau muống quê, cũng rất là ngon. Loại rau muống này là rau muống vườn. Nó mọc ở trên khô, cho nên nó là rau muống đồng nhưng lá nó cũng xanh. Chỉ xài cái đoạn non, đọt non của nó thôi, còn cái gốc ở dưới nó hơi già mình sẽ bỏ. Anh Thanh giống quái vật thế, khủng khiếp. Chim hót nghe vui thế, chim sâu lớn họng quá. Ở đây ở vườn ở quê âm thanh của thiên nhiên đó mọi người. Chim hót, gà gáy, wow, con chim sâu kế bên nha, lớn họng thật. Ở đây là thôn miền quê Thanh Bình. Mình rất là hài lòng với cuộc sống miền quê dân dã của mình. Đây là cảm giác thanh bình trong những tháng ngày của người dân quê. Không có bon chen theo thành thị, không đua đòi theo cuộc sống muôn màu, muôn vẻ của vật chất dân minh. Mình có được một cuộc sống như thế này thì thật là cảm ơn đất trời đã ban cho mình phước lành, một điều rất là tốt đẹp. Mình luôn cảm ơn ông trời vì điều đó. Cho mình có một cuộc sống bình an, yên bình ở nơi miền quê dân dã này. Những gì còn lại thì mình chỉ muốn hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, ai cũng được hưởng hạnh phúc an bình như mình hết. Đó là tâm nguyện của mình. Rồi, rau muống đồng này cũng rất là ngon đó các bạn. Nhìn thấy rất là ngon và hấp dẫn luôn mọi người. Rất là rẻ mà là một bữa ăn đơn giản cho gia đình mình và bữa chay. Rồi, lươn của mình cũng đã vàng rồi. Mình tắt bếp đi. Rồi mình sẽ cho nước nồi canh chua của mình. Mình cũng dặn lửa vừa thôi. Tiếp tục mình sẽ lật nắp. Nắm này nó sẽ tạo độ ngọt cho cái canh chua lươn của mình. Người ăn mặn thì người ta sẽ để thịt, để cá. Người ăn chay mình thì chỉ có đậu hũ, nấm rơm. Đó là những món ăn cho người ăn chay thay thế thịt cá. Dinh dưỡng cũng tương đương không tệ. Nhưng hứa với mọi người là độ tinh khiết và sạch sẽ và an toàn thực phẩm của người ăn chay nó sẽ cao hơn đồ của người ăn mặn nha các bạn. Mình khuyến cáo mọi người vậy đó. Không phải là mình láo phép gì mà là thời kỳ này là thời kỳ của sự tranh giành, cho nên mọi người đều tranh đấu với nhau vì lợi lạc riêng, vì quyền lợi của bản thân cá nhân của mỗi người mà họ bất chấp thủ đoạn gì hết. Đồ ăn độc hại, thực phẩm chẳng ra gì họ cũng đem bán cho người khác ăn được,
Cho nên mình không biết đường ở đâu mà tránh. Người đạo đức thì ít mà người xảo trá thì quá nhiều. Vì vậy ăn chay cũng là một cách để mình tránh né bớt đi đồ độc hại đó nha mọi người. Thật ra thì cái gì cũng độc, nhưng mà cái mức độ của đồ chay nó độc hại dành cho người ăn chay nó rất là thấp. Còn nữa, cái xác suất mà nó độc á, mà đối với cái tâm địa của những người mình ăn chay á, thì ở đây nó sẽ là điều thiện lương che chở. Khi con người có tâm nhân ái thiện lương, thì những thứ độc hại phi lý nó cũng sẽ tự nhiên biến mất. Đó là nói về vấn đề di tâm của Phật học đó nghe mọi người. Khoa học bây giờ cũng đã chứng minh những điều thiện lương của con người giúp dẹp đi bớt những cái độc hại trong cơ thể. Thì cái bằng chứng cụ thể là gia đình Kỳ Duyên ăn chay của mình ăn chay từ nhỏ tới lớn, cho mình ít có gặp những cái bệnh hoạn mà giống như mọi người người ta hay bị đủ thứ chứng bệnh trong cơ thể. Mình thì rất là may mắn là mình chẳng có một cái bệnh tật gì lớn lao, ngoài mình sổ mũi, mình đầu thời tiết thay đổi lần khừng, nắng mưa thất thường vậy thôi. Xong thì uống thuốc cảm Panadol hết rồi, nấm mình chế biến xong rồi bắt đầu mình để vô trong người xích nha mọi người. Và tiếp tục mình sẽ nêm, mình cho một muỗng muối bọt, một muỗng bột ngọt, mình múc 2-3 lần là tại vì mình múc không có đầy muỗng, mình đừng hiểu lầm nha mọi người. Rồi kế tiếp là hạt nêm nấm nha. Và khoảng nửa muỗng đường ăn canh. Món ăn gia đình Kỳ Duyên mình để đường không có nhiều, nhưng mà canh chua ngày hôm nay đặc biệt mình để đường hơi nhiều hơn bình thường rồi đó. Rồi bây giờ cái món canh chua của gia đình mình ngày hôm nay thì mình sẽ có hạnh. Hạnh là cái món để mình chế món chua. Mình rất là thích nấu canh chua với nước hạnh đó các bạn. Cái mùi của nước hạnh nó làm cho cái nước canh chua của mình nó tăng cái hương vị rất là ngon. Cho nên thường xuyên mình hay dùng nước hạnh để thứ nhất là mình mua để dành ở nhà, thường xuyên là mình uống nước. Nước hạnh cũng uống là một trong những món thức uống giải khát để tăng sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta trong cái mùa dịch bệnh này. Mỗi ngày gia đình mình đều làm một ly nước đá chanh hạnh uống cho bữa trưa hè, rất là tốt cho sức khỏe. Mình khuyến cáo mọi người cũng uống ăn hạnh, rất là rẻ, rất là dễ uống. Nếu mà sang trọng thì là uống nước cam, còn mình trung bình mình mỗi ngày mình đều uống không ngừng nghỉ thì tăng sức đề kháng cho cơ thể, thì mình uống nước hạnh vừa rẻ mà vừa bổ dưỡng không tệ. Đó là cách mình chọn lựa tiết kiệm cho gia đình. Bởi vì tiết kiệm là sự khiêm tốn cho cuộc sống an lạc, ổn định của những người sống bình an. Có tiền dư giả sang trọng thì mình uống nước cam, nước bưởi. Mình sống đơn sơ bình thường thì mình chỉ uống nước hạnh thì cũng rất là tuyệt vời rồi. Dinh dưỡng không có thua gì hết. Hoàn toàn là phù hợp với cái túi tiền của mình, uống mỗi ngày
Rồi, như vậy là mình đã vắt xong nước hạnh, nhìn rất là hấp dẫn ngon. Thì mình sẽ để gì trong cái nồi canh chua của mình tùy theo cái lượng của mình cần. Chỉ có vài ngàn rau muống và bạc hà, quá xanh nhiều đồ bỏi vô vậy. Nếu mình nấu không hết thì mình sẽ chừa lại, không cần thiết mình phải xài hết. Tùy theo mình ăn nhiều hết thì mình chừa lại đi. Mình nấu thêm một bữa nữa. Mình đợi cho nước sôi đi. Rồi nước nó rất là sôi. Mình sẽ để bạc hà vô nha các bạn. Bạc hà nó có chín nhiều, nó cũng không có bị gục rã gì hết. Nên bạc hà mình sẽ để vô đầu tiên. Nó liệu phèo nhưng mà nó sẽ xẹp xuống. Nó lợp xợp lắm. Nhưng mà một hồi nó chín nó sẽ xẹp xuống nhiều lắm. Đó là khâu đầu tiên mình sẽ để bạc hà. Mình chuẩn bị rau rồi mình để thơm nha. Rau để thơm của mình thì mình sẽ có ở đây là quế, lá quế. Và nếu nồi canh chua của mình ngày hôm nay muốn cho thật là ngon thì mình sẽ để rau cần tây nha mọi người. Rau cần tây là một cái loại lá thơm nấu canh chua rất là ngon. Cái hương vị này nó vừa nên thuốc mà nó vừa là mang lại cái hương vị rất là hấp dẫn. Hồi xưa nhà nào cũng có một cái bụi rau cần tây hết trơn á. Đây đây là lá rau cần tây, nhìn rất là ngon hấp dẫn đúng không mọi người? Cảm ơn. Đây là cái lá rau cần tây, nhà nào người ta ngày xưa cũng trồng hết để trị bệnh ho, đau họng, rất là hay. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng để làm rau cho nồi canh chua thơm của mình. Sắc nhuyễn ra nha các bạn, cùng với lá quế. Rồi, tất cả các khâu mình đã chuẩn bị xong hết. Bạc hà nó cũng đã sôi lên. Thì cái khâu cuối cùng là mình sẽ để bông súng và rau muống vô là xong. Không, bông... mình nói lộn, xin lỗi, mình để rau muống và bông điên điển. Hôm nay mình không có nấu bông súng rồi các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ để hạnh vô để mình nêm nếm rồi coi nó có dừa chua hay là không. Mình cần ăn chua thì mình để cho nó hơi chua và ngọt. Còn nếu mà mình không ăn chua nhiều nổi thì mình sẽ để cho nó chua ngọt một chút thôi. Mình sẽ nêm thử nha. Rồi, tạm thời là nó đã ngon. Và tiếp tục mình sẽ để rau muống. Rau muống nó rất là ngon. Có lẽ là mình sẽ không xài hết đâu. Mình sẽ để một phần phần nửa của cái phần mình có thôi. Thì mình còn một khâu cuối cùng nữa là mình sẽ để bông điên điển nữa mọi người, cho nên mình không cần thiết phải để hết rau muống. Mình khi mình ăn sau thì mình sẽ nấu lên mình để tiếp tục nữa cũng được, không sao cả. Vậy mà cái khâu rau muống này mình không cần thiết phải để hết, mình chỉ để một phần nữa mà cái phần mình có. Mình sẽ chuẩn bị để canh chua ra nghe.
Thì bây giờ đây là cái phần lươn mình đã chiên lên rồi. Khi mình chiên lên như thế này, nó vàng lên, nó giòn thì mình sẽ chế cái nước canh chua vô thì nó rất là vừa ăn. Giảm bớt lửa nha, nó sôi lắm. Khâu cuối cùng mình sẽ để bông điên điển. Wow, một nồi canh chua miền quê dân dã của miền Tây Nam Bộ. Đậm chất miền Tây Nam Bộ luôn đó nghe các bạn. Bạc hà, bông điên điển, rau muống đồng. Là một nồi canh chua chay luôn. Rất là tuyệt vời cho một bữa chay của gia đình của chúng ta. Khi mình để bông điên điển vô rồi thì mình có thể tắt bếp đó mọi người. Rồi khâu sau cùng khi mình tắt bếp là mình sẽ để rau mùi. Rau mùi, rau cần tây, rau cần tần dày lá. Rau tần dày lá là một loại rau tần nấu canh chua của miền quê dân dã miền Tây Nam Bộ mình rất là tuyệt vời. Đó là hương vị đậm đà của ngày xưa. Bà mình nấu canh chua cá, nấu canh chua mặn, họ cũng để cái đó. Họ cũng để rau tần dày lá. Rồi nhìn cái nồi canh chua của mình hấp dẫn đúng không các bạn? Rất là tuyệt vời. Đầy đủ chất dinh dưỡng. Vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ. Không phải là mình quảng cáo nha. Nhưng mà thực chất nó là như vậy đó. Rất là thực tế. Mình là người ăn chay mà không nói sai lệch đâu. Mọi người tin mình đi. Rồi như vậy là cái nồi canh chua của mình rất là tuyệt vời. Rất là vừa ăn vừa ngon. Thì cái khâu tiếp theo, có lẽ cái này mình cảm giác mình thêm chút đường nữa nha. Nó mình cảm giác nó hơi thiếu đường. Canh chua thì nó chua ngọt thì nó mới ngon. Đừng có nhăn mặt chứ. Nó không có quá ngọt theo cái kiểu mình khó chịu đâu. Nó ngọt vừa chứ cái độ của mình muốn ăn. Rồi như vậy thì mình sẽ cho ra tô nha mọi người. Ở trong đây mình có cái phần lưng của mình đã chiên sẵn rồi. Thì mình chỉ cần cho rau, canh chua, mọi thứ vô đây. Mình sẽ cho lưng của mình nằm một bên và rau của mình nằm một bên. Rồi xong mình khỏa lại cho nó đầy lên. Thì nồi canh chua dân dã nhưng khi có lươn chay làm bằng rong biển thì tự nhiên cái tô canh chua của mình nó cảm giác nó sang trọng lên. Nó sang trọng, nó hấp dẫn, không có rẻ tiền đâu nha mọi người. Rau với lại bông điên điển và bạc hà, bông súng đồ ở đây thì nó rau muống thì nó rẻ tiền, nhưng mà khi mình có lươn ở trong đây thì cái tô canh chua của mình nó sẽ trở thành xa xỉ rồi, nó không còn rẻ nữa đâu. Nó là một tô canh chua đắt tiền. Ở trong đây mình có lươn làm bằng rong biển và đậu hũ trứng. Vì vậy mà từ một tô canh chua dân dã đã trở thành một tô canh chua sang trọng giống như nhà hàng đó nha mọi người. Này cốc biến thành thiên nga nha các bạn. Rồi từ một tô canh chua dân dã biến thành một tô canh chua nhà hàng sang trọng nhất. Canh chua lươn. Như vậy thì mình đã hoàn tất xong nồi canh chua lươn chay cuốn từ rong biển, đậu hũ trứng của mình. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Và cầu nguyện với kỳ duyên mình. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, cứu độ chúng sanh khắp bốn ân ba cõi. Nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi, nhân loại bỏ ác theo thiện. Mọi người đều có tâm thiện lương hướng về con đường nhân ái. Vì chúng sanh, vì mọi người, mọi việc, mọi vật trên cuộc đời này.
đừng hại người, vì mình hại người, hãy làm lợi lạc cho tất cả nhân sanh vũ trụ. Đây là tâm nguyện của kỳ duyên, của gia đình bếp chai của chúng mình ở đây gửi đến mọi người tâm tình này. Nguyện cho tất cả mọi người đều được an lạc, tránh xa dịch bệnh, gặp những điều may mắn, sức khỏe và tốt đẹp trong tương lai, hướng về con đường Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn chúng sanh khắp pháp giới, A Di Đà Phật. Mời mọi người cùng thưởng thức nha, và cùng làm với bếp chai kỳ duyên mình.